Kính bạch sư, tiểu bang của con ở có rất nhiều chùa. Thời gian từ 30 phút đến 4 hoặc 5 tiếng đồng hồ. Không có chùa Nam Tông nhưng chỉ chuyên về tụng niệm bái sám lễ lạy cầu siêu. Thỉnh thoảng có thỉnh các thầy về dạy thiền buông thư như nằm thiền, hít thở vân vân. Trong 1 đến 2 ngày nhưng con thấy không giúp gì cho con. Vậy con muốn được học thiền tứ niệm xứ hoặc thiền ca si ná thì con phải làm thế nào? Kính mong sư chỉ dạy, hoặc con có thể ở nhà nghe pháp của sư và hành theo lời dạy của sư được không? Cái việc mà quý vị nghe pháp của sư và thực hành theo á thì cũng được, nhưng mà sư báo trước là kết quả nó sẽ khá là hạn chế, bởi vì nó cần rất nhiều những yếu tố, chứ không đơn giản là mình chỉ biết nắm phương pháp hành thiền rồi mình cứ thế mình thực hành đâu. Có rất nhiều người họ làm một cái phòng thiền ngó cho nó đẹp, nó đã, nhìn nó mê hồn, lăn vô trong ngủ không à. Ngồi được 1, 2, 3, 7, 21 ngày là dẹp luôn. Xây thì tốn cả đống tiền ấy, nhưng mà xong rồi là chỉ để trưng chứ không để làm gì hết trơn. Cho nên là mình cần rất nhiều những yếu tố khác chứ không chỉ đơn giản là mình biết cách. Đó là chưa kể trong suốt quá trình mình thực hành thì nó sẽ có những cái vấn đề mà mình cần phải trình pháp, mà sư thì sư không chấp nhận trình pháp online. Quý vị hoan hỷ, dù cho quý vị có ở Mỹ, ở châu Âu thì cũng thế thôi. Rồi nếu như mà quý vị muốn nghe thì quý vị có thể nghe những cái video sư hướng dẫn trong các cái khóa thiền sư có phát lên trên YouTube, quý vị có thể nghe. Nhưng mà như sư nói là nó cần rất nhiều yếu tố để chúng ta có thể thực hành thiền một cách thành công. Và cái lời khuyên của sư là gì? Tốt nhất là quý vị xem ở đâu. Ở Mỹ thì cũng có các cái trường thiền, ở Pa Úc cũng có nè, có Pa Úc ở Mỹ sư nghe nói là có. Rồi có một số vị cũng khá là có uy tín dạy thiền ấy. Ở Mỹ, ở trong nội bộ của Mỹ thì quý vị có thể xem các cái khóa tu vào thời gian nào rồi mình bay qua đó mình tham dự. Mình có thể sử dụng cái nghỉ phép năm của mình ấy để mình đi, hoặc là quý vị có thể về Việt Nam để tham dự các khóa thiền cũng được, hoặc là quý vị có thể đi qua các cái nước ví dụ như là Miến Điện hoặc là Thái Lan để tham dự ở các cái trường thiền. Mình đừng có ngại đi, bởi chính cái tâm lý ngại đi đó nó là trở ngại lớn nhất của mình đối với việc hành thiền. Tại sao á, mà rất nhiều người á, vì cái chuyện cầu pháp họ sẵn sàng vượt rừng vượt khó để mà họ tới họ cầu pháp dù chỉ để nghe một câu, mà bây giờ á, phương tiện của mình thì nó thuận lợi rất là nhiều, mà mình ngại xa ngại khổ thì nó rất là kẹt ha. Sư nói quý vị phải di chuyển chỗ ở thì nó khó khăn, nhưng không lẽ bây giờ mình không thể nào thu xếp được 7 ngày nghỉ, 10 ngày nghỉ, nửa tháng, 1 năm nghỉ để mình đi đến các cái trường thiền hay sao? Thì đó là cái lời khuyên của sư. Không biết Đại Đức Tuệ Tường có chia sẻ gì về vấn đề này hay không? À, kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, thật như vậy thưa quý vị, đúng là thật như vậy. Cái lời khuyên rất là chân thành và có lẫn yếu tố mà để cho giúp cho quý vị đạt được cái sự an lạc ở trong hiện tại, trong tương lai. Đại đức Hạnh Tuệ đã nói rất là rõ. Thì mất thân sư thì nếu mà sỏi sư thì chứ cũng trả lời tương tự vậy thôi. Nhưng mà cái điểm mấu chốt thì nó có nhắn gửi đến quý vị một câu đó, mình sẽ thấy rất là hay, là nếu mình là một người cận sự và mình có niềm tin vào Tam Bảo
có cái sự chán sợ cái sự sinh tử luân hồi và mong muốn học và hành pháp theo lời dạy của Thế Tôn để sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi, thì mình đừng có ngại, quý vị đừng có ngại xa không, hay ngại về sức khỏe nữa. Nếu mình sẽ nói nghe, nếu mà bản thân mình nỗ lực mình đi được á, thì mình hãy trong thời điểm bây giờ nè, trong ngay thời điểm bây giờ thì mình hãy nỗ lực đi đi không đi, mình đi tầm cầu pháp đến những cái nơi thiền viện mà đủ uy tín chứ nha, giống như Đức Hành Tạ có nói đó. Mình cầu pháp, mình học, mình hành pháp, cái điều đó rất là trân trọng. Sẵn đây á, sư nói cái vấn đề này luôn, là trong những cái buổi giảng mà trước khi vị có một cái vị Phật tử hỏi về cái vấn đề mà một vị Phật đấy, một vị Phật xuất hiện đó, liên quan đến tài liệu Đại Phật Sử ngày Minh Quân đó, thì có nói cái tầm quan trọng đó, mà khi giáo pháp Thế Tôn còn hiện hữu nè, thì nếu mà cái vị này là có nghe qua thì tìm lại cái câu hỏi đó, sư có đọc trích dẫn trực tiếp từ trong Đại Phật Sử những cái lời dạy của ngài Minh Quân nhắn gửi cho chúng ta ngay trong cái kiếp hiện tại đây, nên tranh thủ, gọi là nên tranh thủ và liên tục nên làm những gì, hãy quý trọng cái hiện tại đây. Bởi vì sao? Bởi vì giáo pháp còn tồn tại, giáo pháp còn, chánh pháp còn lan tỏa được, quý vị. Đến một khi mà mình cứ ngại cái e ngại, mình nói là mình hay làm tu, mình hứa mình hẹn, mình e ngại cái đường xa sức khỏe mình đó, thì đôi khi mình bỏ lỡ cái cơ hội mà học và hành pháp đó. Rất là tiếc thôi vậy. Đã xin kết thúc phần trả lời câu hỏi này. Và chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.